Xin chào quý thính giả đến với chuyên mục Radio Tu Luyện Ký Sự của Tình Hoa TV. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện Bờ Bên Kia của Sinh Mệnh. Đây là một câu chuyện có thật, là trải nghiệm của một người tu luyện theo chân lý, chân, thiện, nhẫn của vũ trụ. Câu chuyện cho chúng ta một suy nghĩ sâu sắc về sinh mệnh của bản thân. Mong những ai hữu duyên nghe được, hãy sống thật tốt để không phải hối tiếc về sau. Mark là một người bạn rất tốt. Những lúc tôi gặp khó khăn nhất, anh ấy đều ra tay giúp đỡ. Một hôm, tôi đột nhiên được thông báo rằng Mark sắp rời xa thế giới này. Bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư não giai đoạn cuối và chỉ có thể sống trong vòng một tuần nữa mà thôi. Kể từ hôm đó, bạn bè đều kéo nhau vội vã đến thăm hỏi anh lần cuối. Người thân thì nhìn anh khóc từ biệt. Nhưng hơn một tuần trôi qua, anh ấy vẫn còn sống. Dường như Mark đã ra đi, nhưng trong chốc lát lại sống trở lại. Cô y tá chăm sóc anh cũng rất buồn, không hiểu vì nguyên nhân gì khiến anh ấy không ăn, không uống, không truyền nước, mà lại có thể duy trì được đến tận những giờ phút cuối cùng này của sinh mệnh. Khoảng thời gian đó, tôi thực sự quá bận rộn, không cách nào tách ra khỏi công việc được, nên đành phải gọi điện hàng ngày để hỏi thăm tình trạng của Mark. Lần nào tôi cũng bảo người nhà cầm điện thoại ghé vào tai Mark. Tôi nói chuyện với anh ấy rất lâu, rất lâu. Theo lời kể của vợ anh, Mark có vẻ rất chăm chú nghe, chỉ có điều không nói lời nào thôi. Một hôm, y tá thông báo rằng anh ấy sẽ rời khỏi thế giới này trong vòng 24 giờ tới. Thật trùng hợp, lịch công việc ngay lúc ấy thay đổi. Thế là tôi lập tức đến sân bay, tôi muốn đích thân nói lời vĩnh biệt với Mark. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh ấy thật đau lòng. Gương mặt đã từng rất quen thuộc, giờ lại trở nên gầy guộc và biến dạng. Trước mắt tôi là một Mark rất yếu ớt. Ống truyền cắm trong người và bình truyền đã được tháo ra cả. Có lẽ anh ấy chỉ còn chờ ngọn đèn sinh mệnh của mình tắt đi mà thôi. Nhưng có một điều làm người ta kinh ngạc, chính là anh ấy dù đã được nhất trí xác nhận là hoàn toàn mất đi tri giác. Nhưng khi anh ấy nghe thấy giọng nói của tôi thì đột nhiên nói: "Ôi, cuối cùng thì anh cũng đến rồi." Vợ anh ấy ngay lập tức che miệng, gần như hét lên: "Ôi chú ơi, anh ấy vẫn rất tỉnh táo, anh ấy đang đợi anh." Tôi nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cô ấy im lặng. Tôi hỏi: "Mark, anh đã sẵn sàng chưa?" Anh ta trả lời: "Rồi." Tôi lại hỏi: "Vậy thì điều gì khiến anh kiên trì đợi đến tận bây giờ?" Anh ấy im lặng một lúc, sau đó bắt đầu kể lại một trải nghiệm khiến tôi rất cảm động. Mark nói: "Tôi đã đến nơi đó. Sau khi sinh mệnh kết thúc, mỗi người đều đi đến những chỗ khác nhau. Đầu tiên, tôi đã đến một nơi. Nơi đó không có ánh mặt trời và màn đêm, là nơi vĩnh viễn giống như ban ngày. Không có âm thanh, nhưng trong không khí có những tiếng nhạc rung lên nhẹ nhẹ, êm ái và vang vọng. Không có nhiều người ở đó, họ gặp nhau cũng không nói, chỉ liếc nhìn nhau rồi không biết đi đâu. Ở đó có hoa đẹp, nhưng không giống như ở đây. Không có hoa héo tàn, sinh mệnh ở đó là vĩnh hằng. Trong thâm tâm tôi biết rằng mình đã ngẫu nhiên lạc bước đi vào đó, vì tôi không thuộc về nơi đó. Đang do dự thì tôi nghe thấy một giọng nói: "Nơi ngươi phải đi không phải là chỗ này." Tôi rất muốn ở lại, nhưng tôi biết là không được,
vì đức hạnh của tôi không đủ. Thế là tôi quỳ xuống, trong lòng cầu nguyện. Lạy Cha ở trên trời, con đã bước ra khỏi cõi nhân gian. Nay con tiến hay lui đều là đường cùng. Xin Cha chỉ dẫn cho con. Ở đó không có thời gian, mọi thứ đều tĩnh lặng bất động. Nhưng trong thâm tâm tôi hiểu rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong tay của đấng tạo hóa. Ngài đang lắng nghe. Khi Mark nói đến đoạn này, tôi thấy mồ hôi toát đầy tay. Nếu không có tiếng lúc lắc của chiếc đồng hồ treo tường trước mặt nhắc nhở tôi về không gian vật chất hiện hữu này, tôi sẽ không biết mình đang ở đâu. Tôi nói, chuyện gì đã xảy ra sau đó? Mark tiếp tục nói, trong u minh, trái tim tôi bắt đầu nói, hôm nay sinh mệnh sắp kết thúc, mọi thứ trong đời người sắp kết thúc, trái tim nặng nề đầy áp lực này sắp được giải thoát rồi. Tất cả những điều mà trước đây tôi nghĩ là việc to tát đều không còn quan trọng nữa. Thời gian cũng không còn ước thúc tôi nữa, không còn cần phải chịu sự cắn rứt của lương tâm trong sự lựa chọn giữa nói dối và sự thật nữa. Đã đến lúc nên nói những điều từ tâm can rồi. Cuộc sống của tôi trong đời này thật không tự tại. Sáng sớm ngủ dậy, mặc quần áo vào là thành người khác. Mở miệng nói ra thì chính mình cũng nghe thấy giả dối. Khi rửa mặt và cạo râu như là vô ra bộ mặt giả dối. Buổi tối sau khi về nhà, tôi giống như một chú hề đã cởi bỏ lớp hóa trang. Trên người tôi có rất nhiều sợi dây thừng bị người khác nắm trong tay. Hễ ai kéo một cái, tôi liền bị lôi ra khỏi chỗ của mình mà không biết. Thật quá khổ, một người không thể làm chủ bản thân. Bây giờ sinh mệnh đã đến điểm cuối, mới phát hiện ra rằng hóa ra sinh mệnh này kỳ thực là thuộc về tôi, phải để tôi kiểm soát và điều khiển. Tôi không nên lãng phí một phút một giây để làm những việc trái với lòng mình. Không nên tiêu phí bất cứ sức lực nào để làm những việc có lỗi với bản thân. Hôm nay tôi đem những lời tâm can này nói cho anh nghe. Tôi biết anh muốn tôi bước lên con đường tu luyện đến nhường nào. Tuy rằng tôi tôn trọng lựa chọn của anh, nhưng tôi lại không tin rằng nó thực sự tồn tại. Sau khi tôi đến nơi đó, tôi mới hiểu tại sao anh lại muốn sống như thế. Đừng quên, một ngày nào đó, khi nhìn thấy một con bướm xinh đẹp bay trên đầu anh, thì đó chính là tôi. Mark nói xong, vài tiếng sau thì anh ấy ra đi. Có bài thơ rằng, phủi lớp bụi trần thay áo mới, nhân sinh như mộng toàn diễn kịch, thành tựu cả đời vẻ hư ảo, tranh danh đoạt lợi hóa thành không. Thiên đường không nhận người thiếu đức, luân hồi thống khổ nước mắt rơi, vĩnh biệt sinh tử ngày tỉnh ngộ, sớm lên thuyền pháp cứu tự thân. Chuyên mục Radio Tu Luyện Ký Sự của Tinh Hoa TV đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Xin chúc mọi điều bình an và tốt lành đến bạn và người thân.